Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập số 2 của bài cập số cộng. Chúng ta sẽ sửa 8 bài tập của sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta vào sửa bài thứ nhất. Bài thứ nhất là cho 4 dãy số, người ta hỏi là trong các dãy số sau dãy số nào là cập số cộng. Để hiểu dãy nào là cấp số cộng thì các em lấy số hàng thứ hai trở đi trừ cho số hàng đứng ngay trước nó mà bằng một hằng số thì cái dãy số đó là một cấp số cộng. Còn nếu các em xét hiệu của hai số liên tiếp nhau mà nó không bằng nhau để nó bằng một hằng số thì đó không phải là cấp số cộng. Như vậy là chúng ta dựa vào cái cách xác định D của cấp số cộng là mỗi số hàng kể từ cái số hàng thứ hai trở đi thì hiệu của số hàng thứ hai trở đi với số hàng đứng ngay trước nó luôn luôn bằng một hằng số thì cái dãy đó là một cấp số cộng. Vậy thì các em mới dựa vào cái định nghĩa đó để chúng ta tìm. Bây giờ chúng ta làm bài thứ nhất này. Câu A, các em sẽ hiểu của -2 -10 này, -14 trừ cho -2 này, -26 trừ cho -14 này, -38 trừ cho -26 thì các em thấy cả cái hiệu này nó đều bằng nhau cả, nó đều bằng -12 hết. Các em phải xét tất cả nhé các em, thì các em không được xét một cặp số đâu, xét hiệu một cặp số là không đúng, hai cặp số không đúng mà phải xét hết. Ta có là -2 mà trừ cho 10 thì bằng -12 và nó cũng bằng hiệu của cả cái cặp còn lại. -14 trừ cho -2, -26 trừ cho -14, -38 trừ cho -26. Nhớ là trừ với trừ thành công nha các em. Phá dấu ngoặc, đớt trước có dấu trừ thì đổi dấu. Kết quả là tất cả 5 số hàng này đều thỏa mãn cái định nghĩa của cấp số cộng là bằng một hằng số. Do đó, dãy số câu A là một cấp số cộng. Bây giờ chúng ta sang câu B thì chúng ta phải dùng máy tính các em. Cấp số cộng thì các em cũng nói thêm là U1 bằng 10 và cộng sai D bằng -12. U1 là bằng 10 này, cộng sai D chúng ta mới tính. Bây giờ chúng ta sang bài số 2, câu B thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Nhưng mà các em dùng máy tính các em bấm nhé, để thầy làm nhanh. Các em thấy là lấy 5/4 mà trừ cho 1/2 thì chúng ta quy đồng mẫu số chúng là 4 đúng không? Thì nó bằng 3/4. Và cả cái hiệu còn lại các em kiểm tra cũng bằng 3/4 là một hằng số. Nó cũng bằng là 2 trừ cho 5/4 này, cũng bằng 20 trừ cho 5/4 thì cũng bằng là 3/4. 11/4 mà trừ cho 2 là bằng 11/4, mà quy đồng mẫu số là 11 trừ cho 8/4 cũng bằng 3/4 này. 7/2 này mà trừ cho 11/4 24 trừ cho 11 là 13, còn là 3 trừ 11 còn 3/4 đều bằng nhau cả. Như vậy đây là cũng là một hằng số. Vậy thì ta kết luận cái dãy số của câu B cũng là một cấp số cộng. Chỗ này thầy biết thiếu đây. Dãy số ở câu B cũng là cấp số cộng với U1 là bằng 1/2. Và cộng sai D là bằng 3/4. Như vậy là câu B cũng là một cấp số cộng các em. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C các em sẽ ký hiệu là căn 2 mà trừ cho căn bậc 2 có 1 là bằng căn 2 mà trừ cho 1. Chắc chắn là khác căn 3 trừ cho căn 2 rồi các em nhé.
Như vậy là hiệu của hai cặp số này không bằng nhau. Thì như vậy cái dãy số này chắc chắn là không phải cặp số cộng rồi. Cho nên dãy số của câu C không phải là cặp số cộng. Bây giờ chúng ta sang câu D, cảm thấy 4 này. Trừ cho 1 bằng 3 này, 7 trừ cho 4 cũng bằng 3 này, 10 trừ cho 7 cũng bằng 3 này, 13 trừ cho 10 cũng bằng 3 này. Chỗ này chúng ta nhận được, cho nên nó là cặp số cộng. Câu D. Ta có 4 trừ cho 1 cũng bằng, hiểu 7 trừ 4 cũng bằng 10 trừ cho 7 cũng bằng 13 trừ cho 10 bằng 3 là bằng một hàng số. Cho nên dãy số của D cũng là một cặp số cộng. Có U1 là bằng 1, còn D là bằng 3. Như vậy là chúng ta kết thúc cách nhận biết một dãy số là cặp số cộng. Còn dãy số mà vô hạn thì chúng ta phải đi tìm UN cộng 1 trừ cho UN gam với N lớn bằng 1 thì chúng ta mới làm được. Chúng ta phải xét cái hiệu đó là bằng một hàng số thì chúng ta mới làm được. Còn dãy hữu hạn thì các em phải thử hiểu tất cả các cặp số, cứ lấy số sau trừ cho số đứng ngay trước nó của tất cả các cặp số kể từ số hàng thứ hai đến đi, mà nó bằng một số không đổi, tức là một hàng số, thì dãy số đó là một cặp số cộng. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang bài số 2. Trong các dãy số sau, dãy số vô hạn đấy các em, dãy số nào là cấp số cộng? Nếu là cấp số cộng hãy tìm U1 và D. Nếu là cấp số cộng thì các em phải xét hiệu UN cộng 1 trừ UN, bởi vì dãy này vô hạn. Chúng ta không thể lấy là U2 trừ U1 rồi lấy U3 trừ U2 được. Bởi vì chúng ta lấy như vậy thì chúng ta được lấy được hiệu của vài cặp thôi. Như vậy không đúng với mọi N thuộc số tự nhiên. Cho nên ở bài này là các em phải tính UN cộng 1. Sau đó các em lấy UN cộng 1 mà trừ UN mà nó bằng một hàng số. Thì cái dãy số đó là một cặp số cộng. Mà nó khác hàng số thì không phải là cặp số cộng. Bây giờ mình làm câu A trước. Thì ở đây cho UN rồi. Thì muốn là tính UN cộng 1 thì biến là N cộng 1 thì các em thay vào N bởi N cộng 1. Câu A. Ta có UN cộng 1 này, là biến là N cộng 1 này. Sau này số N, chữ số N này chúng ta thay N cộng 1, chúng ta được bằng 3 này, trừ cho 2N cộng 1. Chúng ta viết lại cho nó gọn. Bằng 1 trừ 2N. Bây giờ chúng ta xét hiệu UN cộng 1 trừ UN để xét với mọi số tự nhiên với N lớn bằng 1 các em nhé. Ví dụ các em thấy này, N bằng 1 thì chúng ta có U2 trừ U1 này, N bằng 100 này, thì có U101 trừ cho U100. Như vậy nó đúng cho mọi số tự nhiên. Ở đây thầy không ghi N thuộc N sao nhé. Thì bằng là UN cộng 1 là bằng 1 trừ 2N này. Mà trừ UN là trừ cho 3, trừ cho 2N này. Khi phá dấu ngoặc có dấu trường trước thì nhớ đổi dấu này. 1 mà trừ cho 3 là trừ 2 này. Trừ 2N cộng 2N là hết này. Như vậy là kết quả nó bằng âm 2 là một hàng số. Đúng với mọi số tự nhiên. N sao? Cho nên vậy UN là một cấp số cộng. Có số hàng đầu là U1. U1 thì các em thay N bằng 1 thôi. Các em được 3 trừ cho 2 thì bằng 1. Còn sai D các em có trên này rồi. Ta kết thúc câu thứ nhất. Sang câu thứ hai, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. UN cộng 1 là biến là N cộng 1, chúng ta thay vào là bằng 3 thừa số nhân N cộng 1 cộng với 7 thì 5. Chúng ta làm gọn một tí. Ở trên tử là bằng 3N mà cộng với 10, mẫu là chúng ta giữ lại là 5. Bây giờ chúng ta tiếp tục xét hiệu. UN cộng 1 trừ UN thì bằng 3N cộng với 10 trên 5 mà trừ cho 3N cộng với 7 trên 5. Trừ hai phân thức có cùng mẫu thì chúng ta trừ tử với nhau giữ nguyên mẫu số. Thì trừ tử với nhau thì 3N trừ 3N hết. Mà 10 trừ cho 7 thì còn 3. Kết quả là 3 phần 5 cũng là một hàng số. Về cái dãy số B cũng là một cấp số cộng. Với U1 thì các em thay N bằng 1 thì các em được là 3 cộng với 7 trên 5 là bằng 2. Cộng
sai đề là bằng 3/5, chúng ta kết thúc. Bây giờ sang câu B, sang câu C chúng ta cũng làm tương tự như thế thôi. Câu C. Đầu tiên chúng ta tính là UN cộng 1 này, thì bằng 3 mũ N cộng 1, mà 3 mũ N cộng 1 thì bằng 3 mũ N nhân 13. 3 mũ N nhân 3 mũ 1 này. 3 mũ 1 quy ước là cách viết là bằng 3 thôi. Vậy chúng ta viết là 3 nhân 3 mũ N. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu tiếp. UN cộng 1 trừ UN thì bằng 3 nhân 13 mũ N mà trừ 3 mũ N. Thì các em thấy cái hiệu này nó không phải là hằng số đúng không? Vì sao? Vì nó sẽ thay đổi do N thay đổi. Kết quả bằng 3 nhân với 3 mũ N mà trừ cho 1. Nhân với 3 mũ N bằng 2. Nhân với 3 mũ N không phải hằng số. Với mỗi N thuộc là sao? Cho nên dãy này không phải là cấp số 0. Như vậy chúng ta kết thúc hai cái bài tập. Nhận biết một cấp số 0 hữu hạn và nhận biết một cấp số 0 vô hạn, cách làm như thế nào thì thầy vừa trình bày cho các em xong. Bây giờ chúng ta sang bài thứ ba là cho cấp số 0 UN, đây là dãy vô hạn với U1 bằng -3 và cộng sai đề bằng 5. Câu A là viết công thức số hàng tổng quát của N, thì chúng ta dựa vào công thức số hàng tổng quát của N là bằng U1 cộng với N -1 nhân D. Thì chúng ta trình bày câu A thì nó đơn giản. Công thức số hàng tổng quát của cấp số 0 UN là UN sẽ bằng U1, U1 là -3 này, cộng N -1 nhân D là nhân 5. Chúng ta nhân lại thì chúng ta được 5 N -8. Đây là công thức số hàng tổng quát, các em lấy số 6 này, các em lấy biểu thức sau này. Thì bây giờ chúng ta viết xong. Bây giờ người ta hỏi số 492 là số hàng thứ mấy của cấp số 0. Thì các em phải áp dụng công thức tìm N. Các em nhớ công thức đó không? Các em phải nhớ công thức đó để biến đổi cho nhanh nghe chứ nè. Câu B là ta công thức tính số hàng thứ N. Thì các em từ đây thì các em từ công thức số hàng tổng quát thì các em sẽ rút ra được N này sẽ bằng UN mà trừ U1 trên D cộng với 1 để cho nó nhanh. UN là ở đây người ta cho cái số hàng thứ N là số hàng thứ mấy, chúng ta chưa biết số hàng thứ mấy. Nhưng mà ta gọi UN là bằng 492. Còn U1 thì chúng ta có là -3 rồi. D chúng ta còn 5 rồi. Thì chúng ta thay vào công thức này chúng ta tính thôi. Cộng với 1 được không? Thay vào cộng 1 nữa. Thì phép tính này thì chúng ta tính được nó bằng 100 được không? Số này các em là số tự nhiên nhé. Biến N là số tự nhiên N sao? Cho nên là bằng 100 thì chúng ta lấy, mà bằng 100,1 hoặc 100, bao nhiêu đó, tức là bằng một cái số thập phân thì không thuộc N sao, thì em nhớ là cái số đó không thuộc cái cấp số cộng. Như vậy thì từ đây chị em tìm N được rồi. Thì tìm N được rồi thì các em sẽ khẳng định cái số 492 chính là U100. Vậy số 492 là số hàng thứ 100 của cấp số 0 trên. Bây giờ chúng ta sang 300 có phải là số hàng của cấp số 0 không? Mà nếu không phải thì chúng ta cũng cần tìm cái số hàng thứ mấy đúng không? Bây giờ chúng ta tính câu C. Tôi làm như trên thôi các em. Công thức tính số hàng N. Thì N sẽ bằng UN trừ U1 trên D cộng 1. UN là chúng ta chấp nhận là số 300 này. U1 là -3 này. D là 5, chúng ta vẫn thay vào cho cũ. Đây thầy thiếu cái số 1. Phép tính thì các em làm nha các em. Thầy không bấm trên máy tính. Thì các em tính cái số này ra, nó được cái số này các em. 61,6. Mà 61,6 thì không phải là số tự nhiên. Vì biến số tự nhiên N là số nguyên, nguyên dương đúng không? Như vậy là số 300 này không phải là số hàng của cấp số 0. Vì số 300 không phải là số hàng của cấp số 0 trên. Như vậy là chúng ta kết thúc. Ở đây thầy cho các em thấy cái điều này. Đó, bây giờ thầy thử cho các em thấy trên máy tính luôn này. Đó, cái công thức đây này. Bây giờ thầy thập nhập UN là bằng bao nhiêu? Thầy
nhập UN là chẳng hạn như trong bài này là UN là 492 này. Đây, thì nhập 492 này. 492. N này trong trường hợp này là thầy 492 các em nhé. Thầy nhập D là bằng 5 này. Thì nhập tất cả các cái thông số này. Rồi U1 thì bằng trừ 3 này. Tính cho các em thì có thêm N bằng 100 các em này. Đây. Bây giờ thầy kiểm tra về số 300 này. N 300 thì các em. Các em bấm đếm được tính nha. Đó là 61,6 đây. Bị loại. Thì nói qua chỗ này để các em biết thôi nha. Như vậy là nếu các em có công thức như thầy thì bài nào các em làm cũng nhanh, rơi vào dạng này. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 4. Cho cấp số còn N có U1 bằng 4, U2 bằng 10, tính U10. Thì chúng ta áp dụng công thức. D sẽ bằng U2 trừ U1 cái đó, đúng không? Tính U10 thì cũng các em phải tìm được U1 và D. U1 có rồi, D thì bằng U2 trừ U1. Có thể người ta cho U3 vô U2 các em. Có thể cho U4 vô U5. Có thể cho U5 và U7 các em cũng có thể làm được đấy các em. Thì bằng 1 trừ chữ 4 là âm 3. Như vậy thì chúng ta có D bằng âm 3 rồi nha. Bây giờ chúng ta tìm soạn tổng quát để thay vào công thức. Như chúng ta đã biết. Bằng U1 thay bằng 4. N này chúng ta thay bằng bao nhiêu? N chúng ta thay bằng 10 đúng không? Nhưng mà khoan thay đã. Bây giờ chúng ta thay. Chúng ta thay là tính xong rồi trụt gọn rồi chúng ta thay. 4 cộng với 3 là 7 này. Trừ cho 3N. Trừ 3N về trước. Đến đây các em mới thay vào. U10 là thay N biến bằng 10. Rồi sau. U10 thay N biến bằng 10. Thì chúng ta được là trừ 3 nhân 10 là trừ 30. Cộng 7 là trừ 3. Chúng ta kết thúc. Này, bây giờ thầy thử lại cho các em thấy chỗ này này. Ví dụ như tôi hỏi là trong cái bài này là U10 đây thì thầy để lại số thập, thầy viết dưới dạng số thập phân các em. Bây giờ là U10 này, nhập U10 thì nhập trên này xong rồi. Bây giờ ví dụ như hỏi là U100 bao nhiêu thì thầy nhập N đây 100 này. Đó, các em thấy không? 100 của nó là trừ 293. Thì các em có công thức này thì các em sẽ tìm được. Hoặc là thầy dạy tìm cho U số 20 đi. Đó, 1-53. Như vậy là các em hiểu cái cách tìm cái số hàng thứ N của một cái cấp số cộng. Thì các em phải biết thứ nhất là U1, thứ hai là D, đúng không? Thứ ba là N. Thì các em sẽ tính được cái số hàng thứ N đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài số 5. Bài số 5 là cho cấp số cộng U N cũng là một số vô hạn với U1 bằng 1/3. À đây chúng ta cho tổng là U1 cộng U2 cộng U3 bằng âm 1. Tìm con sai D và viết công thức số hàng tổng quát U N. Tìm con sai D thì các em phải dựa vào đây các em này. Thì các em tìm. Các em để ý cho thầy là U2 thì bằng U1 cộng D. U3 thì bằng U1 cộng 2D. Như vậy các em sẽ có một cái phương trình. Chỉ có D trong cái phương trình người ta cho là U1 cộng U2 cộng U3 bằng âm 1. Thì khi đó chúng ta tìm được D. Tìm được D xong rồi thì chúng ta sẽ viết được công thức số hàng tổng quát thứ N, đúng không? Bây giờ U1 cộng U2 cộng U3 thì bằng âm 1 này. Bây giờ dựa vào định nghĩa thì viết này tương đương với U1 này. U2 thì bằng U1 cộng D này. U3 thì bằng U1 cộng 2D này. Chúng ta cộng lại thì kết quả bằng âm 1 này. Chúng ta giải phương trình tìm D. Còn sau đó U1 chúng ta thay ra bằng 1/3. Như vậy kết quả chúng ta được là bằng 3 U1 này. Cộng với 3D thì bằng âm 1. Chúng ta khoan thay được em. Chúng ta viết D xong rồi chúng ta thay. Như vậy 3D sẽ bằng trừ 1. Trừ cho 3 U1. Đúng không?
3D thì bằng trừ 1 mà trừ cho 3 nhân với U1 là 1/3. Thì với kết quả bằng 3D thì bằng âm 2, đúng không nào? Thì D sẽ bằng âm 2/3. Như vậy chúng ta tìm được gì các em? Tìm được D rồi. Thì bây giờ chúng ta viết soạn tổng quát UN thôi. Thì chỗ này UN thầy chưa viết vào nào. Thì bây giờ thầy viết tiếp. UN sẽ bằng gì? UN này. Viết tiếp chỗ này cho các em. UN bằng U1 này. U1 là 1/3 này. Được chưa nào? D chúng ta thay là -2/3 này. Đóng ngược lại. Bây giờ chúng ta viết lại cho nó gọn tí. -2/3 n này. Còn là -1 mà nhân với -2/3 là 1/3 mà 1/3 mà cộng với 2/3 là bằng 1 phần gan. Vậy nó bằng 1 đây này. Trừ cho 2/3 n. Thì vậy là chúng ta kết thúc. Thầy kiểm tra lại cho các em này. 1/3 này. -1 nhân -2/3 là cộng với 2/3 này. 1/3 cộng 2/3 bằng 1 này. Rồi -2/3 nhân với n là -2n/3. Vậy chúng ta xong các em nhé. Bây giờ chúng ta sang làm câu B. Số trừ số 7 là soạn thứ mấy của cấp số công trên. Thì chúng ta lại tìm như vậy thôi, chúng ta lại tìm n đó các em. Công thức soạn thứ n này. Đó. N bằng UN trừ U1 trên D cộng với 1. Chúng ta nhớ công thức này, chúng ta tìm đi nhanh. UN chúng ta thay bằng âm số 7. U1 chúng ta thay bởi 1/3. Còn D chúng ta thay bởi -2/3 như trên. Thực hiện phép tính này các em bấm trên máy tính nhé. Thì các em được N sẽ bằng 101. 101 là thuộc số tự nhiên. Cho nên đây là số hàng thứ 101. Vậy trừ số 7 là số hàng thứ 101. Hoặc các em viết U101 bằng trừ số 7 cũng được. Cấp số công đó. Bây giờ sang câu C, số 7 có phải không? Số 7 chúng ta cũng thay vào. Công thức số hàng thứ N. Thì các em thấy N chúng ta tìm như cũ, chúng ta thay số 7 vào. 7 mà -1/3 trên -2/3 là âm, các em thấy không? 7 -1/3 là tự dương này, một âm là âm. Mà N âm thì không phải là cái biến của dãy số, cho nên chúng ta kết luận là N không thuộc N sao. Cho nên là số 7 không phải là số hàng của cấp số công, chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sang bài số 6. Bây giờ thầy sửa bài 6, tính số hàng, tính tổng 100 số hàng đầu của dãy số UN với UN sẽ bằng 0,3N cộng với 5 với mỗi N lớn hơn 1. Thì nếu như dãy này mà không phải là cấp số công thì các em phải tính U1 cho đến U100 nó các em cộng lại. Thì như vậy là chắc chắn là không thể xảy ra trường hợp này rồi. Vậy thì chắc chắn cái dãy này là một cấp số công. Mà một cấp số công thì các em phải đi chứng tỏ nó là một cấp số công rồi mới tính được, đúng không? Thì bây giờ muốn tính, muốn tìm hay là chứng tỏ cái dãy này là một cái cấp số công thì các em phải biết được là UN cộng 1 trừ chữ UN với mọi N thuộc số tự nhiên thì nó phải là một hàng số.
thì mình là cấp số cộng, mà không phải hằng số thì không phải là cấp số cộng. Vậy thì chúng ta đi xét xem thử cái dãy này có phải là cấp số cộng không. Thì chúng ta bắt đầu đi tính UN cộng 1 trước. UN cộng 1 chúng ta thay biến bởi N cộng 1 vào. Thì chúng ta được 0,3 nhân với N cộng 1 cộng với 5. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu. Thì làm gọn một tí. Bằng 0,3N cộng với 5,3. Giờ chúng ta sẽ hiểu. UN cộng 1 trừ UN thì chúng ta lấy cái biểu thức về phải trên cùng. Đây, trừ cho UN ở đề bài. Chúng ta được 0,3N cộng với 0,5 mà trừ cho 0,3N cộng với 5. 0,3N trừ 0,3N hết 5,3 mà trừ cho 5 thì còn 0,3 là một hằng số, cho nên dãy số này là một cấp số cộng. Với soạn đồ U1. U1 thì các em thể N bằng 1 vào đây này. N bằng 1 thì các em không được là 0,3 mà cộng với 5 là 5,3 này. Còn cộng sai D chúng ta tính trên là 0,3 rồi. Vậy thì chúng ta đã biết được đây là cấp số cộng. N là bằng 100. D và U1 chúng ta biết thì chúng ta sẽ tính được tổng 100 số hàng này theo hai cách. Thì bây giờ cách nào cũng được hết cả. Thì viết lại là US100 sẽ bằng tổng U1 cho đến U100 này. Thì viết lại như vậy để các em nhớ một tí. Và thầy dùng cái công thức. Thầy công thức là N này, thừa số cho 2U1 cộng với N trừ 1 nhân D trên 2. Tức là trong công thức này thầy không tính U100 mà thầy dùng cái công thức này thì chỉ cần U1, N và D thôi cả. Cho nó nhanh. Chỉ các em tính qua U100 thì nó dài thêm một tí nữa. Thì các em thực hiện một tính này nó đơn giản thôi. Các em bấm trên máy tính thì bằng là 2015. Như vậy là chúng ta đã tính xong. Như vậy thì các em thấy trong cái bài này có một cái điều mà các em cần phải lưu ý. Đó là tính tổng số hàng, tính tổng 100 số hàng đầu cuối dãy số. Đây là dãy số, chứ chưa phải là một cấp số cộng. Mà các em vừa rồi học cấp số cộng rồi thì các em phải biết rằng là nếu chúng ta tính cái dãy này, mà dãy này không phải cấp số cộng mà bắt đầu tính từ U1, phải viết ra bằng bao nhiêu, cộng với U2 bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta phải tính tiếp đến cái số hàng thứ U100 thì rõ ràng là cái bài toán họ không ra theo cái mục đích để làm theo cái dạng cân cù như thế. Mà họ sẽ ra cái dãy này để các em phát hiện đây là một cấp số cộng, phải chứng tỏ một cấp số cộng, rồi sau đó áp dụng công thức thì mới tính. Đó là trí tuệ. Cho nên các em lưu ý cái bài này một tí. Bây giờ chúng ta sang bài số 7. Chiều cao đơn vị bằng cm của một đứa trẻ N tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức. Công thức là xN là chiều cao này. N này là đứa trẻ N tuổi đây này. Thì cái tuổi thì chắc chắn là tính từ 1 tuổi trở lên các bạn em. Tính từ 1 tuổi trở lên. Thì nếu 1 tuổi thì các em thay N bằng 1 và các em được x1 là chiều cao. Mà 2 tuổi thì các em thay N bằng 2. Tức được x2 là chiều cao. N bằng 3 tuổi thì thay N bằng 3. N bằng 10 tuổi thì thay N bằng 10. Dĩ nhiên nó có một cái giới hạn nào đó các em. Vì chiều cao của con người mình mà. Cái người mà cao nhất thế giới hiện nay là khoảng 24. Nè, cho nên là nó sẽ đến một lúc nào đó thì nó dừng thôi, chứ nó không phải là thay mãi mãi được. Như vậy cái công thức này là có giới hạn, cái dãy bị chặn chết bởi một số nào đó mà người ta không cho, thì các em cũng hiểu như vậy. Như vậy là câu A này, một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao 3 năm tuổi là bao nhiêu cm, thì các em thay vào đây thôi. X3 là thay N bằng 3, đơn giản. Ta làm câu quá trước. Câu A. Chiều cao ứng với N bằng 3, tức là 3 năm tuổi của một đứa trẻ phát triển bình thường. Thì các em thay N bằng 3 vào thì chúng ta có X3 sẽ bằng 75. Cộng với 3 nhân với 2. Cộng với 3 trừ cho 1, tức là 5 nhân với 2 đó. 10. 10 mà. Cộng với 75 là 85 cm. Như vậy chúng ta trả lời là chiều cao đứa trẻ 3 năm tuổi là 85 cm.
cô B là dãy số n có là một cấp số cộng không? Muốn biết cấp số cộng thì các em phải tìm un xn cộng 1 trừ xn đúng không? Bằng hằng số thì đó là cấp số cộng. Câu này chúng ta giải quyết trước này. Để sau đó trung bình một năm thì chiều cao của một đứa trẻ phát triển bình thường cao lên bao nhiêu cm? Dĩ nhiên là cũng có một giới hạn nào đó. Bây giờ chúng ta tính tiếp. Câu B. Chúng ta chứng tỏ đây là một cái cấp số cộng thì xn cộng 1 thì chúng ta thay biến bởi n cộng 1 vào thì chúng ta thực là xn cộng 1 bằng 75 cộng với 5 nhân với n cộng 1 trừ 1. Chúng ta làm gọn một tí. Bằng 75 cộng với 5n. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu xn cộng 1 trừ xn. Xn cộng 1 trừ xn sẽ bằng 75 cộng với 5n trừ cho cái số trên này. Biểu thức trên này. Đó, trừ cho 75 cộng với 5 thừa số n trừ 1. Tính này kém thì 75 trừ 75 hết. 5n mà trừ 5n hết. Trừ cho trừ 5 thì bằng dương 5. Bằng một hằng số. Như vậy chúng ta kết luận là cái dãy số này là một cái cấp số cộng. Có số hàng đầu là x1 sẽ bằng 75 và cộng sai d bằng 5. Các em hiểu x1 trước từ đứa trẻ được 1 năm tuổi là 75 cm. Cộng sai d này để nói làm gì các em? Cộng sai d để nói là gì? Đây, xn cộng 1 trừ xn bằng d. Điều đó chứng tỏ rằng là chiều cao của đứa trẻ sau một năm so với năm đầu là nó tăng thêm 5 cm nữa. Như vậy là từ đây các em sẽ biết được là chiều cao của đứa trẻ phát triển bình thường cao như bao nhiêu cm. Như vậy là vì xn cộng 1 trừ xn bằng 5, các em phải hiểu sự ý nghĩa thực tiễn một tí. Đó là chiều cao năm sau cao hơn năm trước là 5 cm. Đó chính là hiệu của cái nội dung của dãy số trên. Vậy chúng ta kết luận. Vậy trung bình mỗi năm thì đứa trẻ phát triển bình thường cao thêm 5cm. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài số 7 là cái bài toán vận dụng trong thực tế. Bây giờ chúng ta sang bài toán cuối cùng, bài số 8. Bài số 8 này như sau. Khi ký hợp đồng lao động với người lao động thì một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau. Phương án 1 là năm thứ nhất tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi thì mỗi năm tiền lương được tăng thêm 18 triệu để tính từ thứ năm các em nha. Phương án 2 là người ta tính theo quý. Các em nhớ là một năm thì có 4 quý nữa. Mà tiền trong năm thì phải bằng cộng 4 quý lại thì được tiền trong năm. Các em hiểu như thế để thống nhất cái cách tính. Quý thứ nhất thì tiền lương 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi thì mỗi quý tiền lương được tăng thêm 18 triệu. Bây giờ là nếu là người được tuyển lao động vào doanh nghiệp trên, em sẽ chọn phương án nào khi hợp đồng lao động là 3 năm, B là kỳ hợp đồng lao động là 10 năm. Như vậy là chúng ta phải tính cái số tiền theo phương án 1, 3 năm là bao nhiêu tiền. Theo phương án 2, 3 năm là bao nhiêu tiền để chúng ta thấy là cái tiền nào nhận được sau 3 năm là nhiều hơn thì chúng ta ký hợp đồng với cái phương án đó. Cách làm như thế thôi. 10 năm chúng ta cũng hiểu tương tự như vậy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải. Trước hết là thầy sẽ xét cái dãy số 120 cộng 18. Thì tiếp tục là năm thứ hai đấy nha. Năm thứ nhất là 120. Thầy thấy không biết triệu đồng. Năm thứ hai là 120 cộng 18. Năm thứ ba là 120 cộng 18 rồi cộng thêm 18 nữa. Để thầy phát hiện cái dãy này là gì các em. Thầy có cái dãy số này. Số 6 lớn hơn số trước 18 đơn vị. Thì chắc chắn dãy này là một cấp số cộng rồi. Cấp số cộng của U1 thì bằng 120D là bằng 18. Chắc chắn như vậy rồi. Chúng ta khẳng định đây là cấp số cộng. Khi khẳng định cấp số cộng thì các em sẽ tính số tiền trong 3 năm nhận được là bao nhiêu. Thì tổng số tiền nhận được sau 3 năm là bằng, thầy gọi đây là U1 và D cho các em nhé. Thì tổng số tiền trong 3 năm chính là S3 đúng không? Bằng U1 cộng U2 cộng U3. Mà U1 cộng U2 cộng U3 thì bằng 3, N bằng 3 này. 2 U1 này. Cộng với N trừ 1 nhân D đấy. Trên 2 thì các em tính ra được 414 triệu đồng. Nó đơn giản thôi. Nhưng bây giờ sang cái phương án 2 là các em
tính quý. Thì một năm là 4 quý, như vậy là 3 năm là có 12 quý như các em. Bây giờ chúng ta cũng thiết lập cái dãy số ở phương án thứ hai có phải là cấp số cộng không? Phương án 2 thì có dãy số 24 này, tính theo quý đấy các em nha. Cứ sau mỗi quý thì tăng được 18 triệu này, còn 1,8 này. Sau đó là lấy quý thứ tiếp quý thứ ba là lấy tiền quý thứ hai mà cộng thêm 18 chấm chấm, thì đây rõ ràng là một dãy số này là một cấp số cộng với U1 bằng 24 và D chỉ là 1,8 này các em. Thì gọi V1 để nó khỏi lệch, để nó lệch cái U1 để khỏi nó nhầm lẫn. Còn thầy dùng D phải như các em. Về tiền lương quý thứ N, tiền lương quý thứ N là chúng ta tính như sau, là VN sẽ như thế này, đúng không? VN sẽ bằng U1 này. Ở đây thầy tính thêm một tí, U1 cộng với N trừ 1 nhân với D nhân 1,8 thì bằng là 24 mà trừ cho 1,8 là bằng 22,2 cộng với 1,8 N. Đây là VN đấy các em. Phải tính thêm VN. Tổng tiền nhận trong 3 năm tức là 12 quý. 2 quý các em. Nhớ là 3 năm mình tính tiền theo 1 năm nha. 1 năm là 3 quý. Mà phương án 2 tính theo quý. Chứ mình phải tính theo 2 quý. Thì mình sẽ tính là bằng S phẩy của 12 để nhầm với S trên này. Là bằng V1 cộng đến V12 được các em. V1 cộng đến V12 thì bằng bao nhiêu các em? Bằng 12 nhân với 2 nhân với U1 cộng với N trừ 1 là 11 nhân với D trên 2. Các em tính này được là 406,8 triệu đồng. Như vậy chỗ này là thầy viết cho các em để các em biết tiền lương quý thứ N để các em hiểu thôi. Chứ còn nó không ảnh hưởng gì cái công thức phía dưới này cả. Các em tính như trên này cũng được, không tính cũng được, không sao hết. Nhưng mà thầy tính cho các em để biết cái trên này là tính theo quý. Cho nên dưới này chúng ta phải tính tiền lương theo quý. Thì bây giờ sau 3 năm này, thì phương án 1 là từng lấy tiền này. 414 triệu đồng là phương án 2 này. Là có 406,8 triệu đồng thì chắc chắn là các em phải chọn phương án 1 các em ký. Bởi vì sau 3 năm các em nhận tiền tổng của 3 năm nhiều hơn cái phương án 2, đúng không? Kết luận vậy, từ 414 lớn hơn 406,8, cho đó chúng ta phải ký hợp đồng theo phương án 1 nếu chúng ta ký hợp đồng 3 năm. Bây giờ cũng làm như vậy với 10 năm thì các em làm tương tự vậy thôi, không có gì khác cả. Bây giờ 10 năm thì phương án 1, 10 năm thì các em cái này đã có cấp số cộng, đúng không? Thì bây giờ các em áp dụng là tính S10 thôi. Tổng số tiền nhận trong 10 năm S10 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng U1 cộng U2 cộng U10. Thì chúng ta dùng công thức là N thừa số cho 2 U1 cộng với N trừ 1 nhân D tất cả trên 2, đúng không? N bằng 10 này, 2 U1 này, 2 nhân 120 cộng N trừ 1 là 10 thì trừ 1 bằng 9 nhân 18 trên 2. Các em tính được là 2.010 triệu đồng. Phương án 2 thì chúng ta cũng tính như vậy. Nhưng mà trong 10 năm là có mấy quý các em? 40 quý đúng không? Tổng số tiền nhận trong 10 năm là 40 quý. Thì các em phải tính S phẩy của 40. Tức là V1 mà cộng đến V40 đó. V lúc nãy thầy tính cho các em rồi. Nó sẽ bằng 40 này. Thừa số cho 2 U1 này. U1 là 24 này. Cộng với 40 trừ 1, 39 nhân với 1,8 trên 2 thì bằng 3.364 triệu đồng. Như vậy các em thấy là 2.364 nó lớn hơn 2.010. Như vậy các em nên ký hợp đồng theo phương án 2 nếu như các em hợp đồng 10 năm. Vì 2.364 lớn hơn 2.010 cho đó phải ký hợp đồng theo phương án 2. Như vậy là thầy giải cho các em trong các bài tập này rồi. Như vậy thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 3 các em, cấp số nhân. Thì các em thấy cái video này mà nó hay và hữu ích cho các em thì các em đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cái bài học. Và các em cho thầy một like trong cái video này và đồng thời chia sẻ cái video
video này cho mọi cho các bạn biết để các bạn vào học, hoặc là cho các thầy cô giáo biết để các thầy cô vào tham khảo thêm trong cái dạy của thầy, để bài dạy cho nó hay hơn thầy nữa. Cuối cùng thầy chúc các em bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.